của thí sinh Bùi Khánh Linh, số danh 267 đến từ Bắc Giang. Thí sinh Mai Ngọc Minh, số báo danh 171 đến từ Hà Nội. Thí sinh Đỗ Phương Anh, số báo danh 322 đến từ Quảng Ninh. Thí sinh Mai Hiếu Ngân, số danh 102 đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Trần Nhật Lệ, số báo danh 202 đến từ Quảng Ninh. Thí sinh Trần Huyền Ly, số báo danh 477 đến từ Thanh Hóa. Thí sinh Nguyễn Hương Ly, số báo danh 026 đến từ Hải Phòng. Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Trúc, số báo danh 138 đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Trần Phương Nhi, số báo danh 135 đến từ Gia Lai. Thí sinh Nguyễn Thị Hoài Ngọc, số báo danh 281 đến từ Bắc Giang. Thí sinh Nguyễn Phương Dung, số báo danh 382 đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Nguyễn Trần Khánh Linh, số báo danh 526 đến từ Lâm Đồng. Thí sinh Phạm Thị Anh Phương, số báo danh 072 đến từ Bình Thuận. Thí sinh Phan Thị Thanh Huyền, số báo danh 378 đến từ Kiên Giang. Thí sinh Dương Thanh Hà, số báo danh 345 đến từ Khánh Hòa. Thí sinh Cao Thị Phương Anh, số báo danh 295 đến từ Bắc Cạn. Thí sinh Phan Thị Vân, số báo danh 127 đến từ Hà Nội. Thí sinh Nguyễn Ánh Dương, số báo danh 535 đến từ Hà Nội. Số báo danh 018 đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Nguyễn Vĩnh Hà Phương, số báo danh 175 đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Phan Thu Trang, số báo danh 121 đến từ Ninh Bình. Thí sinh Nguyễn Thị Lệ Nam Em, số báo danh 088 đến từ Tiền Giang. Thí sinh Vũ Minh Trang, số báo danh 457 đến từ Thanh Hóa.
sinh Nguyễn Đoàn Hải Yến, số danh 305 đến từ Kiên Giang. Thí sinh Hồ Ngọc Khánh Linh, số danh 278 đến từ Đắk Lắk. Thí sinh Vũ Thị Ngọc Trúc, số danh 335 đến từ Bình Dương. Thí sinh Phạm Thùy Trang, số danh 169 đến từ Hải Phòng. Thí sinh Phạm Khánh Nhi, số danh 486 đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Nguyễn Thục Ngân, số báo danh 256 đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Vũ Như Quỳnh, số báo danh 499 đến từ Gia Lai. Thí sinh Lê Nguyễn Bảo Ngọc, số báo danh 228 đến từ Cần Thơ. Đón Kim Kim Hoa hậu Việt Nam 2020, top 13 Miss World 2021, Đỗ Hà.
tàu nghệ thuật từ bộ sưu tập House of Way và chào đón sự quay trở lại của nhà thiết kế Hà Thanh Việt, hoa hậu Đỗ Hà, hoa hậu Phương Anh. Cảm ơn ca sĩ Anh Tú Lily, vũ đoàn Sắc Màu, nhà thiết kế Hà Thanh Việt, hoa hậu Đỗ Hà, á hậu Phương Anh đã mang đến một không gian vô cùng tuyệt vời cho buổi tối ngày hôm nay. Chúc mừng các thí sinh của Miss World Việt Nam 2022 đã hoàn thành phần biểu diễn bộ sưu tập vừa rồi. Một lần nữa chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho quý vị. Phần lãng mạn hơn. Rất cảm ơn quý vị.